Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe XDS, xe đua XDS RF S530. Vâng, chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Tiara và bộ may khối đổ bạc đạm các bác nhé. Vâng, một chiếc xe có khung rất là đẹp. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, về với chiếc xe này thì em đánh giá chiếc xe mới trên 90%, màu đỏ đen, màu rất là khỏe. Sẽ đi tổng qua lớp sơn của xe, hầu như không một vết xước nào trên xe cả. Chiếc xe lần đầu tiên em về một chiếc mà bộ phanh nó không nằm ở đây mà nó lại nằm ở bên dưới, nó giấu bộ phanh đi. Vâng, phanh ở đây luôn các bác nhé. Để nhìn xe rất là thanh thoát. Tôi cho bộ khô cũng rất là đẹp. Chiếc xe rất là đặc biệt mới về tại của em, XDS RF 530. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Cọc yên này, cọc yên XDS. Nhìn thấy sơn cọc yên thì rất là mới nhá. Hầu như chiếc xe rất ít đi. Yên. Tổng thể bộ khung thì không một vết xước rồi. Dây đi âm sườn cũng rất là đặc biệt đây. Nó nối vào giữa khung này xong rồi nó đi xuống. Thì bên trên thì ghi đông cổ phốt với bản của XDS. Các bác thấy ghi đông thì rất là đẹp đấy, ghi đông dẹp. Khác những dòng xe đua khác thì ghi đông tròn. Xe rất phù hợp các bác mà các bác đang đi tìm những chiếc xe có chiếc khung độc và lạ. Đây là một chiếc như thế. Thử bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiara, 10 nấc bấm các bác nhé, 10 nấc. Còn bên đĩa đây cũng của Shimano Tiara, 2 nấc, 20 tốc độ. Phanh 3 mảnh. Nguyên cặp của Shimano Tiara đồng bộ theo xe. Càng rất là mới, càng dẹp các bác nhé. Bộ phanh đĩa, lốp mắc xít 700x25C, hình thức lốp này rất là mới các bác nhé. Máy hơi bằng đạn cối nổ các bác nhá, các bác có thể nghe tiếng này. Điều rất là to. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano Tiara, gạt đĩa của Shimano Tiara, củ lề cũng của Shimano Tiara các bác nhá. Đây hình thức single disc đây, rất là mới. Bộ phanh 3 mảnh sau của xe thì giấu ở bên dưới. Còn rất là độc đáo. Xe này. Đó từ bộ khung bộ phanh.
đến Quy Đông. Chưa nói chiều cao sai đứng của xe. Ở đây không có xe chiều, ghi chiều cao sai đứng luôn là 48cm các bạn nhé. Các bạn có thể thấy 48cm sai đứng 8. Cô các bác từ 1m6 đến trên 1m7 để đi vừa chiếc xe này. Và xe đi vào đánh giá hoạt động. 45.000 thôi. 45.000. Vâng, nguyên bộ group của Shimano Tiagra lên nick. Xích ở lip rất là mới các bác nhé. May vào đạn cuối nổ 4 lip. Xe phở là bên đĩa. Đùi đĩa 2 tầng. Đúng đĩa lên đĩa. Vâng, tập cơ tốt, bánh quay đó là được nhìn bánh quay rất là ngon. Chuyển động không một lỗi chi tiết nhỏ là một bánh quay rất là siêu quá nhỉ. Cái xe rất là độc đáo và đẹp. Mới. Cấu hình tốt. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe XDS RS530 và chiếc xe được bán tại Gm mức giá là 10.800.000, miễn phí trên toàn quốc đối với những bác mà chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhớ nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại Gm. Chào cảm ơn các bác theo dõi video.